iPhone sẽ có thiết kế như iPhone 4. Theo nhà phân tích Minh Chi Kuo, các iPhone 2020 của Apple sẽ có thiết kế khung kim loại tương tự như chiếc iPhone 4 ra mắt năm 2010. Một ghi chú trong báo cáo mới nhất của Cu, Apple sẽ thay đổi đáng kể thiết kế iPhone của mình trong năm tới. Cụ thể các iPhone mới sẽ có khung kim loại với quy trình đúc và ép phun mới, tương tự iPhone 4, thay thế cho thiết kế bề mặt như hiện nay. Thiết kế của Johnny Ive cho iPhone 4 là smartphone đầu tiên đưa ra khái niệm khung nhôm vuông lộ ra kẹp giữa hai tấm kính cường lực và nó được nhiều hãng sao chép trong ngành công nghiệp smartphone. Apple đã có nhiều thay đổi kể từ thiết kế của iPhone 4. Với iPhone 11 mới nhất sử dụng khung nhôm bao quanh các góc bo tròn, hai mặt kính, iPhone 11 Pro sử dụng mặt kính mở phía sau bao quanh bởi khung thép không gì chắc chắn. Đáng chú ý, Apple đã áp dụng một thiết kế khác cho iPad Pro với khung bao quanh gợi nhớ đến iPhone 4. Cu tin rằng, khung kim loại sẽ được thiết kế để không chịu bất cứ tác động nào mà nó có thể gây ra. Với việc truyền nhận tần số cao của anten, Vấn đề từng gây tranh cãi đối với iPhone 4 do khả năng nhận sóng kém, Apple sẽ sử dụng sapphire hoặc kính cường lực trên rãnh giữa khung kim loại và vỏ kính. Do thay đổi về thiết kế, Ku dự đoán chi phí cho phần khung của iPhone 2020 sẽ tăng đáng kể, với mức tăng từ 50 đến 60% cho khung kim loại và 40 đến 50% cho vỏ kính. Báo cáo của Ku cũng dự đoán rằng, thiết kế mới sẽ đóng vai trò lớn trong việc tăng doanh số iPhone và lợi nhuận, kết hợp với việc iPhone mới được hỗ trợ mạng 5G. Doanh số iPhone có thể tăng lên mức 85 triệu máy vào năm 2020 so với 75 triệu chiếc của năm này. Trong một báo cáo trước đó, Cu cho biết iPhone 2020 sẽ có các kích thước mới bao gồm iPhone màn hình 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch OLED. Hai trong số ba iPhone mới sẽ có camera 3D và cảm biến top để tăng cường cải thiện trải nghiệm chụp ảnh của iPhone mới. Cu cũng cho biết cả ba chiếc iPhone 2020 sẽ hỗ trợ mạng 5G do Qualcomm sản xuất.